Xin chào các bạn nha. Tiếp tục với series tự học tin học. Và bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp, đó là bài số 5, kiến thức nâng cao trong soạn thảo văn bản. Và nội dung hôm nay mình muốn hướng dẫn cho các bạn bao gồm định dạng văn bản nâng cao này, tạo và sử dụng style trong soạn thảo văn bản này, chèn và định dạng biểu đồ chart, folder thông minh Smart Ads và định dạng hình ảnh, hình dạng nâng cao. Ok, và ngay bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu lần lượt từng nội dung này nha. Đầu tiên thì bạn sẽ đến với phần định dạng văn bản nâng cao này. Trước tiên, định dạng văn bản nâng cao ấy thì các bạn sẽ truy cập vào Word nha. Đây là giao diện trang tính Word mới. Ok, để định dạng văn bản nâng cao thì đầu tiên các bạn sẽ có các định dạng như sau. Đầu tiên là làm chủ cách thuộc lề trong soạn thảo. Trong soạn thảo văn bản thì việc đánh chỉ mục này, bullet, numbering hoặc là multi-levelist sẽ làm cho việc trình bày trở nên khó khăn nếu chúng ta không hiểu rõ công cụ thuộc lề nha, hay còn được gọi là item. Để điều khiển công cụ item, tức là thuộc lề trong văn bản ấy, thì bạn sẽ có hai cách. Nhiều bạn sẽ thường gõ phím space để thuộc lề, nhưng trường hợp này thì sẽ không phải đâu nha, không phải. Mà để thuộc lề trong văn bản thì bạn sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là bạn sẽ điều khiển bằng công cụ có sẵn trên thanh thước. Đây, như bạn đã thấy, công cụ có sẵn trên thanh thước là biểu tượng hình tam giác phía trên này, kèm theo hình tam giác và hình chữ nhật bên dưới này này. Đây là công cụ để giúp cho các bạn có thể điều khiển độ thuộc lề cho văn bản nha. Ok, thì mình sẽ giải thích cho các bạn các biểu tượng trên thanh thước này. Thì đầu tiên bạn thấy hình tam giác phía trên này, đây là biểu tượng thuộc lề trái của văn bản về phía bên phải nha. Đấy, về phía bên phải khi bạn kéo ra này thì sẽ kéo thuộc lề cho các bạn sang hướng bên phải. Tiếp theo là bạn sẽ thấy cái hình tam giác ở bên dưới này này, tam giác này nha. Cái này á, là sẽ thuộc lề từ dòng thứ hai đến hết đoạn. Ví dụ mình có đoạn văn sau. Và giờ khi các bạn chọn vào cái đoạn đầu dòng ấy, các bạn kéo cái biểu tượng phía trên cùng này này. Đấy, thì khi các bạn di chuyển ấy thì cái đoạn văn đầu sẽ tự động thuộc lề di chuyển theo đoạn mà các bạn để cái biểu tượng hình tam giác này. Đó. Còn đối với cái tam giác dưới này, khi các bạn thuộc lề nha, các bạn kéo sang này đi. Đó, thì cái đoạn đầu giữ nguyên nha, nhưng đoạn thứ hai sẽ bị di chuyển thẳng hàng với cái biểu tượng bên dưới này của mình nha. Đó, còn bạn thấy biểu tượng hình chữ nhật ở bên dưới hình tam giác này này. Đấy, biểu tượng này hay còn được gọi là less item, tức là khi bạn chọn vào biểu tượng bên dưới này ấy, thì nó sẽ thuộc lề bên trái của cả đoạn văn luôn nha. Đấy, bằng cách bạn chọn vào vị trí đầu đoạn văn đi, rồi khi bạn kéo cái thanh hình chữ nhật bên dưới này, đó thì nó sẽ di chuyển cho các bạn cả đoạn văn mà bạn đã để con chỏ chuột ở đó, di chuyển sang bên trái, sang phải tùy theo cái thanh thước mà các bạn di chuyển nha. Tiếp theo, công cụ thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để có thể căn chỉnh thuộc lề đoạn văn bản, đó là công cụ item luôn trong nhóm công cụ paragraph. Bạn sẽ tích chọn vào mũi tên bên cạnh nhóm paragraph này nha. Rồi. Sau đó bạn kéo xuống. Kéo xuống có mục là indentation này. Đấy, bạn thấy có mục left và right này. Ở mục left này thì ở đây các bạn nhìn vào cái văn bản mẫu này nha. Khi các bạn tăng thêm từng con số trên đơn vị cm này này thì các bạn thấy đoạn văn này càng ngày càng đẩy sang bên phải. Đó, càng đẩy sang bên phải. Cái lề bên trái này nó càng ngày càng bị rỗng này và văn bản sẽ thụt sang bên phải này. Tương tự ở mục right này, các bạn sẽ tăng thêm đơn vị này. Thì các bạn thấy là ở mục bên phải này này. Đó, nó càng đẩy sang bên trái. Và cái căn lề bên phải này nó bị rỗng này. Đó, nó càng thụt sang bên trái này.
Ok, vì vậy thì các bạn lưu ý là nếu các bạn muốn thụt lề văn bản ấy sang phải ấy, thì các bạn sẽ tăng đơn vị ở phía mục left này nha. Còn mục right này thì để căn lề bên phải thôi, căn lề bên phải dùng ở đoạn văn sang trái. Tiếp theo mình sẽ đến với công cụ break trong xử lý văn bản. Công cụ này sẽ giúp cho các bạn có thể ngắt trang này, ngắt cột này hoặc là ngắt dòng. Để ngắt trang đi, để ngắt trang thì bạn sẽ sử dụng phím Ctrl Enter nha. Ctrl cộng với Enter là sẽ ngắt trang cho bạn, và khi bạn đặt con trỏ ở vị trí nào ấy thì sẽ ngắt trang ở ở cái dòng tiếp theo nha, cái dòng tiếp theo mà bạn để con chuột ấy. Tiếp theo mình sẽ chia cột theo dòng mà mình đã chọn nha. Ví dụ ở đây mình muốn ngắt ba cột trong dòng mà mình đã bôi đen này, các bạn vào layout chọn column nha và chọn more column này. Ở đây bạn sẽ chọn số lượng cột mà bạn muốn chia, thì mình muốn chia ba cột mình sẽ chọn ba, chọn vào line between để có cái đường ngăn cách nữa và nhấn ok thì sẽ có ba cột. Hoặc các bạn có thể, trong trường hợp mà khi chia cột bạn muốn tùy chỉnh vị trí bắt đầu khi chia thì bạn sẽ sử dụng phím Ctrl Shift Enter nha. Ví dụ ở đây mình muốn chia bắt đầu từ dòng này này, mình muốn ngắt sang cột khác thì các bạn nhấn Ctrl Shift Enter này. Tiếp theo, ví dụ dòng này mình cũng Ctrl Shift Enter thì tự động sẽ cho các bạn đoạn mà các bạn đã bôi đen hoặc đã chọn theo ba cột nha. Ngoài ra bạn có thể tự động ngắt dòng nha. Đây là cách giúp cho dòng khi bị ngắt thì vẫn thuộc đoạn đang đứng, còn nếu Enter thì dòng đó sẽ trở thành đoạn khác nha. Ví dụ khi các bạn gõ dòng chữ đi và giờ bạn muốn tự động ngắt xuống, các bạn nhấn cho mình phím Shift Enter nha. Shift Enter thì tự động sẽ ngắt dòng thôi nha. Còn nếu các bạn nhấn phím Enter này thì sẽ ngắt cho bạn một đoạn luôn nha. Đấy, cho nên các bạn lưu ý. Tiếp theo mình sẽ đến với tạo và sử dụng style trong soạn thảo văn bản. Chức năng của style trong soạn thảo văn bản thì dùng để áp dụng và thay đổi nhanh định dạng cho một hoặc các đoạn cùng một style và tạo mục lục tự động nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ok, để sử dụng style thì các bạn sẽ có các bước như sau. Đầu tiên là sử dụng style có sẵn, thì bạn sẽ nhìn lên phía trên màn hình cái nhóm style thì sẽ có các heading này. Đây là những style có sẵn trong mục nha. Và bạn sẽ chọn style theo ý muốn. Và style này thì sẽ được chia thành các cấp cấp độ theo từng heading nha, heading 1, heading 2, heading 3, vân vân. Và heading 1 là heading cao nhất và là cỡ chữ to nhất nha. To nhất. Để sử dụng các heading trong văn bản thì đầu tiên các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng mà các bạn cảm thấy đây là mục lớn nhất trong đoạn văn. Ví dụ chương 1 đi, chương 1. Ok. Chương 1. Rồi. Trong chương 1 này thì mình sẽ gắn là heading 1 này. Heading 1. Tiếp theo trong chương 1 thì mình gồm có mở đầu này. Lời cảm ơn đi. Lời cảm ơn. Và trong mở đầu này thì mình có nội dung, ý nghĩa này. Ok. Mở đầu thì mình sẽ cho là heading 2 này. Lời cảm ơn mình sẽ cho heading 2 này. Còn nội dung mình sẽ cho heading 3 và ý nghĩa mình cho heading 3. Thì các bạn để ý là heading 1 thì sẽ là cỡ chữ to nhất này, rồi đến heading 2 và heading 3 là cỡ chữ nhỏ nhất. Tiếp theo mình sẽ qua cái phần chỉnh sửa style có sẵn. Ví dụ khi các bạn chọn style, tức là heading trong này, thì các bạn cảm thấy là cỡ chữ hay là màu chữ chưa có thực sự phù hợp với ý muốn của các bạn, thì giờ các bạn sẽ phải chỉnh sửa style nha. Bằng cách các bạn sẽ vào thẻ home này, chọn chuột phải vào heading có sẵn này,
Ví dụ mình muốn chỉnh sửa heading 1 đi, nhấn tuyệt phải, chọn Modify, hiển thị bảng Modify Style này. Tại đây thì bạn sẽ chỉnh sửa cho mình ở ô formatting nha. Ví dụ mình muốn cho cỡ chữ là Times New Roman đi, hãy cỡ chữ 16 ok rồi và được in đậm đi, màu thì là màu đen đi, màu đen. Các bạn sẽ thấy dòng chữ minh họa bên dưới nha, và các bạn sẽ nhấn ok này thì heading 1 sẽ được thay đổi nha. Rồi tương tự ở heading 2 thì các bạn cũng nhấn chuột phải này, chọn modify. Ở heading 2 này thì mình cũng cho thăm phông chữ Times New Roman này cỡ chữ 13 này. Đấy, và in nghiêng, in đậm, in nghiêng và màu đen nha, màu đen. Đấy. Đồng thời các bạn có thể chọn format để định dạng thêm. Ví dụ bạn muốn định dạng, bạn thêm số thứ tự vào đây, chọn numbering này. Đấy, và chọn cái kiểu đánh số, nhấn ok, nhấn ok. Đó, ok. Tiếp theo ở heading 3 này, bạn cũng nhấn chuột phải vào heading 3 nha, chọn modify. Ở heading 3 này thì mình sẽ cho phông chữ Times New Roman này cỡ chữ 12 này. Đấy. Và cái heading 3 này thì mình không cho in đậm, in nghiêng. Không cho in đậm, in nghiêng. Và nhấn ok này, ok này. Ở heading 2 này thì mình thấy nội dung với con số nó cách xa nhau quá, thì giờ các bạn sẽ tùy chỉnh trong format nha. Chọn paragraph này. Tại đây thì các bạn sẽ cho 0 nha và nhấn ok. Tự động cái nội dung với con số nó gần nhau hơn nha. Ok, và khi các bạn chọn modify ấy, thì bảng modify hiện ra ấy, thì các bạn cần để ý một số ô mà các bạn cần để ý. Ví dụ ô name này là ô dùng để đặt tên heading nha. Các bạn có thể đặt một cái tên bất kỳ, không nhất thiết phải heading 1, heading 2, heading 3. Tiếp theo là cái mục style payon này này. Đây là cái ô dùng để lựa chọn vị trí trong đoạn văn cho style đó nha. Hãy lựa chọn vị trí cho đoạn văn. Tiếp theo là style for following paragraph. Đây là lựa chọn vị trí cho toàn văn bản nha, cho toàn văn bản. Bạn chọn ấy thì bạn sẽ chọn vào mũi tên để sổ xuống nha. Tiếp theo là cái mục formatting này. Đây là chỉnh sửa định dạng gồm phông chữ này, cỡ chữ này, kiểu chữ, rồi màu chữ, rồi có thể là căn lề trái, căn lề phải, căn lề giữa, rồi khoảng cách dòng, vân vân. Và bên dưới này là cái mục dùng để hiển thị nội dung sau khi các bạn đã tùy chỉnh ở trên thanh format này. Tiếp theo cái mục add to the style này. Đây là cái mục dùng để thêm style vào danh sách hiển thị nha. Khi các bạn tích bỏ này thì sẽ không hiển thị cái heading 3 trên danh sách này nha. Tiếp theo mình sẽ đến với Only in this document. Đây là chỉ áp dụng cho đoạn văn này thôi nha. Chỉ áp dụng cho đoạn văn này thôi nha. Đấy, và áp dụng cho tài liệu file này thôi. Tiếp theo là tiếp tục là automatically update. Khi bạn tích chọn vào ấy, thì khi các bạn thay đổi nó tự động sẽ thay đổi đoạn văn của các bạn luôn nha. Còn new document based on this table, đây là để tạo một cái file mới, để tạo một file mới dựa vào mẫu mà các bạn đã cài đặt phía trên này. Đó. Sau khi các bạn đã cài đặt xong rồi, bạn nhấn ok. Để tạo một style mới trong cuộc ấy, thì bạn sẽ tích chọn cho mình vào biểu tượng mũi tên sổ xuống của các heading này nha. Để chọn vào create the style. Tiếp theo bạn sẽ gõ tên style mà bạn muốn tạo và nhấn ok nha. Đây là style các bạn mới tạo này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn modify nha. Modify thì hiển thị cái hộp create new style form formatting. Tại đây thì các bạn sẽ tự tay thiết lập các tùy chọn mà bạn muốn nha. Bạn muốn cái ô name này như lúc nãy mình nói ấy, dùng để đặt tên này. Tiếp theo là ô style type này, dùng để chọn kiểu style kế thừa từ style sẵn có nha. Tiếp theo là ở mục formatting này này, dùng để
thiết lập định dạng văn bản như là phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ này, căn lề này, rồi khoảng cách dòng, khoảng cách đoạn nha. Và cuối cùng là tiếp theo là ở ô format này này, dùng để định dạng thêm chức năng như ngôn ngữ này. Đấy, rồi thêm dấu chấm hoặc là khung viền cho đoạn mà các bạn đã chọn nha. Và cuối cùng là phím OK này, dùng để hoàn thành nha, sau khi các bạn đã cài đặt thiết lập ở phía trên xong rồi. Trong trường hợp mà bạn tạo, tuy nhiên thì bạn muốn xóa cái style đó đi, thì giờ bạn sẽ chọn cho mình style mà các bạn vừa mới tạo nha. Sau đó nhấn chuột phải này, chọn Remove from style nha, thì tự động style mà các bạn mới tạo sẽ bị xóa. Tiếp theo, trong trường hợp bạn muốn xác định xem đoạn văn bản mà bạn chọn thuộc style nào hoặc là heading nào, thì bạn sẽ chọn vào đoạn văn này, sau đó bạn chọn vào mũi tên này nha. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào biểu tượng kính lúp này, thì sẽ hiển thị thông tin sự style mà bạn đã chọn cho đoạn văn này nha, đó là heading 2. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với sơ đồ thông minh nha, Smart Ads. Sơ đồ thông minh Smart Ads, đây là sơ đồ giúp cho bạn có thể tạo ra sơ đồ tóm gọn lại thông tin này, thông điệp truyền tải đến người đọc này, giúp cho việc truyền đạt thông tin một cách phong phú, dễ hiểu hơn những loại văn bản thông thường nha. Để tạo sơ đồ Smart Ads thì các bạn sẽ có các thao tác như sau. Đầu tiên là thao tác tạo sơ đồ Smart Ads bằng cách các bạn sẽ chọn vị trí mà các bạn muốn chèn sơ đồ Smart Ads nha. Sau đó bạn sẽ vào thẻ Insert nha, vào thẻ Insert này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ chọn cho mình biểu tượng Smart Ads nha, hiển thị cho các bạn hộp thoại True or Smart Ads Graphics. Tại đây sẽ có tất cả các sơ đồ thông minh trong cuộc hiện ra, và các bạn sẽ lựa chọn sơ đồ thông minh này. Khi các bạn chọn cái giao diện bên trái này ấy, là nhóm sơ đồ nha, nhóm sơ đồ thông minh, thì mỗi nhóm khi các bạn chọn vào ấy thì sẽ hiển thị các biểu đồ tương ứng trong nhóm đó ở giao diện giữa này nha, và các bạn sẽ chọn vào cái sơ đồ mà các bạn muốn nha. Ví dụ mình chọn sơ đồ này đi và nhấn OK nha. OK. Sau khi nhấn OK để hoàn thành thì sẽ xuất hiện sơ đồ mà các bạn đã chọn nha. Để thêm chữ vào ấy thì các bạn sẽ đúc chuột vào từng ô. Đó. Sẽ hiển thị cho các bạn con chó chuột, và các bạn sẽ điền nội dung vào trong này nha. Ví dụ như là OK, trong trường hợp mà sơ đồ của bạn còn bị thiếu một ô sơ đồ nữa, tức là bạn có 6 phần, có phần thứ 6 nữa, nhưng ở đây chỉ có từ phần 1 đến phần 5 thôi, còn thiếu một phần thứ 6 nữa, để thêm một xếp cho phần thứ 6 thì bạn sẽ chọn vào sơ đồ đã tạo này. Đấy, chọn vào sơ đồ đã tạo. Tiếp theo bạn sẽ lên cái thanh menu này, chọn vào Smart Ads Design nha. Chọn vào Smart Ads Design. Tiếp theo bạn sẽ chọn cho mình vào biểu tượng Ads Space nha, Ads Space. Tại đây sẽ hiển thị cho các bạn các lựa chọn. Đầu tiên là Ads After, đây là thêm space mới vào sau ô đã chọn nha. Đấy. Tiếp theo là Ads Space Before, là thêm space mới vào trước ô đã chọn nha. Đó. Thì các bạn sẽ chọn biểu tượng này, chọn vào cái shape mà các bạn muốn hiển thị. Thì ở đây mình muốn hiển thị sau phần 5 này, mình sẽ chọn vào hình phần 5 này, chọn vào Ads Shape After, thì sẽ thêm được cho các bạn một shape nữa, và từ đó các bạn sẽ chèn nội dung thứ 6 vào nha. Và bạn sẽ vào Insert nha. Để chèn nội dung thì bạn vào Insert này, chọn vào Text Box nha, chọn vào Round Text Box. Tại đây bạn sẽ kẽ một cái đường trong ô shape này
và bạn gõ này. Phần 6 nha. Phần 6, cái xếp này đang màu trắng thì giờ mình sẽ chuyển không màu nha. Chuyển không màu. Sẽ chọn vào trên này này. Không màu. Và cái chữ này thì mình sẽ cho giảm xuống này. Ok, ngoài ra các bạn có thể thêm shape khác nữa vào sơ đồ. Trong quá trình mà khi các bạn tạo sơ đồ ấy mà bị thiếu thì còn có các cách thứ hai để các bạn có thể thêm, đó là các bạn sẽ chọn vào shape mà các bạn muốn, một shape bất kỳ nha. Sau đó các bạn nhấn Ctrl C vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn Ctrl V. Họ thì sẽ thêm một cái shape mới vào sau cái shape mà các bạn đã chọn nha. Ok, ngoài ra các bạn có thể di chuyển các shape tương ứng các phần bên trong này này. Đấy, sang bên phải, bên trái hoặc là sang một vị trí lên hoặc xuống gì bất kỳ thì bạn sẽ chọn vào shape mà các bạn muốn di chuyển này. Sau đó bạn sẽ vào Smart Add Design này. Có mục More Up và More Down này, các bạn sẽ di chuyển. Nếu More Up là di chuyển lên nha, di chuyển lên. Và More Down thì sẽ di chuyển xuống này. Di chuyển xuống này, tương tự như vậy. Sẽ thay đổi vị trí các shape cho các bạn nha. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi kiểu loại sơ đồ mà các bạn đã hiển thị ở đây nha. Ví dụ khi các bạn muốn thay đổi kiểu style biểu đồ này thì các bạn sẽ chọn vào biểu đồ, chọn vào Smart Add Design này, tích chọn vào mũi tên số xuống nha, thì sẽ hiển thị cho các bạn là một số kiểu design khác nữa, thì bạn sẽ chọn một trong các kiểu này nha. Ví dụ mình muốn chọn cái kiểu nó bị mờ hơn xíu và nhạt hơn thì bạn sẽ chọn kiểu này này, là kiểu đậm lên này, là kiểu nghiêng như thế này, hay là kiểu như thế này chẳng hạn. Okay. Tiếp theo bạn còn có thể thay đổi màu cho biểu đồ nha, bằng cách bạn sẽ chọn vào biểu đồ đấy này, chọn vào trend color nha, và bạn sẽ chọn màu mà các bạn muốn nha, màu mà các bạn muốn, ví dụ màu vàng hoặc là nhiều màu khác nhau trộn lại, ví dụ như vậy. Ok, tiếp theo mình sẽ sang phần tiếp theo, đó là chèn và định dạng biểu đồ chart này. Thì các bạn sẽ chọn vào cái vị trí mà các bạn muốn chèn này, tiếp theo vào Insert nha, chọn vào công cụ chart nha, sẽ hiển thị ra cho các bạn này. Đấy, tất cả các biểu đồ chart này. Đấy, thì khi các bạn chọn vào các nhóm trong này này thì giao diện bên trái sẽ hiển thị các kiểu trong nhóm đó nha. Ví dụ bạn muốn hiển thị hình tròn đi thì có thể là hình tròn đứng, hình tròn nằm này, hoặc là hai hình tròn với nhau, hoặc là hai hình tròn gộp lại này đó, hoặc là biểu đồ đứng đi thì có thể là biểu đồ theo khối này, hoặc là biểu đồ khối nhưng mà theo dạng đứng này. Đó. Ví dụ mình chọn biểu đồ này đi, nhấn OK thì sẽ tạo cho các bạn biểu đồ nha. Ok, biểu đồ. Trong biểu đồ chat này thì các bạn có thể thêm tùy chọn nha. Để thêm tùy chọn. Ví dụ ở trong mục chart design này này, ở mục add chart element này, các bạn có thể thêm tiêu đề cho biểu đồ này, hoặc có thể thêm số liệu để chèn số liệu ở phía trên như này này, cái hình bên này, hoặc ở đây là sẽ giúp bạn chèn thêm dữ liệu để giúp cho các bạn có thể nắm rõ trong biểu đồ nha. Thì ở trong cái mục này á, thì sẽ chèn vị trí của dữ liệu trong biểu đồ nha. Bạn muốn vị trí dữ liệu trong biểu đồ đi thì bạn sẽ chọn Center này, hoặc là Inside and thì sẽ chèn số liệu ra các rìa trong hình tròn này này, hoặc là chèn ra ngoài chẳng hạn. Hoặc bạn muốn chèn số liệu theo dạng phần trăm đi thì bạn sẽ chọn vào Quiz Layout này, thì sẽ chèn cho các bạn là số liệu theo dạng phần trăm nha.
và change color là giúp cho các bạn có thể thay đổi màu sắc trong biểu đồ này nha. Đấy, thay đổi màu sắc này. Và bạn muốn thay đổi cái kiểu chat này thì bạn sẽ chọn vào một style này. Bạn muốn thay đổi màu nhạt hơn, đấy, theo dạng màu nhạt hơn thì bạn sẽ chọn này, hoặc là bạn muốn mờ mờ hoặc là rõ nét thì bạn sẽ chọn vào mẫu này chẳng hạn. Hoặc là nền màu đen đó thì bạn chọn biểu tượng này. Hoặc là bạn muốn dữ liệu của các bạn là nền màu xanh nhưng cái biểu tượng thì màu trắng đi. Đấy thì bạn sẽ chọn biểu tượng này chẳng hạn. Đó, thì sẽ có nhiều kiểu loại giúp cho các bạn chọn nha. Ngoài ra còn có thể giúp các bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách bạn sẽ chọn vào Edit Data nha, chọn vào Edit để thay đổi thì hiển thị ra cho các bạn số liệu. Đấy, số liệu này được tạo ra bảng nha, thì bạn có thể thay đổi số liệu đây, ví dụ như là quý 1 bạn thay đổi là 10 đi và nhấn Enter. Đó, thì bạn thấy là phạm vi cái phần quý 1 này sẽ tăng dần này, hoặc là quý 3 mình cho là 3 đi và nhấn Enter thì bạn thấy là phạm vi cái phần màu vàng này của các bạn này nó to thêm. Đó. Nếu bạn giảm xuống thì cái phạm vi của cái phần quý đó nó sẽ giảm xuống nha. Ngoài ra bạn có thể thay đổi loại biểu đồ nha. Cách bạn sẽ chọn vào Change Chart Style nha. Đó. Thì sẽ hiển thị ra cho các bạn các kiểu biểu đồ và bạn sẽ chọn để thay thế nha. Ví dụ mình muốn chọn biểu đồ cột đi. Đó, và nhấn OK thì sẽ thay thế bằng biểu đồ cột nha. Tiếp theo mình sẽ sang định dạng hình ảnh, hình dạng nâng cao. Đấy, đầu tiên bạn sẽ chọn cho mình vị trí mà bạn muốn chèn hình ảnh này. Tiếp theo bạn sẽ vào thẻ insert nha. Đấy, vào thẻ insert này. Tích chọn vào picture nha. Chọn vào this device. Ở tính năng này thì sẽ giúp các bạn có thể chèn hình ảnh từ thư mục máy tính của các bạn nha. Và bạn sẽ chọn vào hình ảnh mà bạn muốn chèn nha. Trong thư mục. Và nhấn Insert nha. Thì sẽ chèn cho các bạn hình ảnh vào Word. Ngoài ra trong Word còn hỗ trợ cho các bạn chèn hình ảnh online nữa bằng cách bạn vào Insert nha, chọn Picture này. Chọn vào Online Picture nha. Tại đây sẽ hiển thị cho các bạn tất cả các chủ đề có trong cuộc này. Đấy. Và bạn sẽ tìm chủ đề hình ảnh mà bạn muốn chèn vào nha. Và lưu ý là chủ đề này bạn sẽ phải viết bằng tiếng Anh nha. Ví dụ mình muốn chèn hình động vật đi. Mình sẽ gõ chọn đề tài động vật là Animal. Hoặc nếu các bạn tìm bên dưới này có chủ đề mà các bạn muốn chèn rồi thì bạn sẽ chọn vào nha. Hiển thị ra cho các bạn tất cả hình ảnh con vật này. Đó, bạn sẽ chọn vào hình con vật mà bạn muốn chèn nha. Đó, và nhấn Insert nha. Và đợi vài giây để hình ảnh được download về nha. OK, vậy là hình online của mình chọn thì đã được chèn vào Word rồi. Tiếp theo, để chèn hình dạng trong văn bản ấy thì bạn sẽ vào Insert nha. Chọn công cụ Shape. Hiển thị ra cho các bạn tất cả các hình dạng có trong Word thì bạn sẽ chọn vào hình dạng mà bạn muốn nha. Ví dụ mình muốn chèn hình dạng hình thoi đi thì bạn sẽ chọn vào hiển thị ra tính năng kẻ hình dạng này. Bạn sẽ chọn vào vị trí mà bạn muốn kẻ hình dạng này, ví dụ vị trí này đi, rồi bạn sẽ kéo vị trí đầu đến vị trí cuối cùng để tạo ra hình dạng. Thì cái đề hình dạng này thì cho phép bạn có thể chỉnh sửa như là thêm màu nha, bằng cách bạn chọn vào Shape Style này nha và sẽ chọn thay đổi màu sắc này, hoặc là bạn có thể thêm tính năng Effects vào để tính năng động. Đấy, bạn có thể là cho hình nó hiển thị theo dạng khối này, theo dạng nằm ngang, thẳng đứng, hoặc là dạng có bóng ở đằng sau này. Đó. Rồi bạn có thể chèn chữ vào trong cái hình thoi này nha, bằng cách bạn vào Insert nha, chọn vào Text Box.
chọn vào Route Textbox. Tại đây thì bạn sẽ kẻ một cái hình chữ nhật để chèn chữ vào nha. Đấy. Và sau đó bạn gõ nội dung vào, hình thoi một đi. Và ở đây bạn thấy là cái khung chèn chữ ấy nó màu trắng. Bây giờ bạn muốn tạo không màu đi để vẫn giữ được cái màu của cái hình thoi không có chứa màu trắng, thì mình sẽ chọn vào cái màu loại transparent này nha. Đấy, loại này thì tự động cái nền chứa chữ ấy sẽ ở chế độ không màu nha. Đấy, ở chế độ không màu. Để thay đổi hình dạng của cái shape này thì bạn sẽ vào shape format nha và thay đổi ở chiều cao. Đấy, chiều cao với hoặc là bề ngang ở đây nha. Ví dụ giờ mình muốn thay đổi cho nó cao thêm đi thì bạn sẽ tích vào mũi tên lên xuống này nha để thay đổi chiều cao. Và đây là bề ngang nha. Bạn tích mũi tên lên ấy thì sẽ thay đổi ở bề ngang to ra nha. Còn nếu tích cái mũi tên xuống này này thì sẽ giảm hình dạng nhỏ lại nha. Đó. Ngoài ra bạn có thể thêm màu đường viền cho cái hình dạng này nha, bằng cách bạn sẽ chọn vào Shape Format này, chọn vào Shape Online nha. Đấy, và bạn sẽ thay đổi cái đường màu đường viền nha. Ngoài ra bạn có thể thay đổi màu cho hình dạng ở đây nha. Đấy, Shape Fill này, và bạn sẽ thay đổi cái màu sao cho đẹp và mình muốn. Tương tự như hình ảnh cũng vậy nha, bạn muốn thay đổi cái khung đường viền xung quanh hình ảnh này này thì bạn sẽ chọn vào hình ảnh đó, vào Picture Format này. Đó. Bạn sẽ chọn vào Picture Border nha và bạn sẽ thay đổi cái đường viền màu nha. Đó, đường viền màu. Đó, đường viền màu. Hoặc bạn sẽ chọn vào mũi tên Picture Style này này. Đó, bạn sẽ thay đổi có thể là viền màu đen này hoặc là hình tròn này, hình tròn hoặc đường viền nó mờ này, mờ xung quanh này chẳng hạn đó. Và bạn có thể thay đổi kích thước cho hình nha, bằng cách bạn chọn vào Picture Format này và thay đổi ở mục Size này nha, theo bề ngang hoặc là theo chiều dọc cũng được nha. Đó. Nếu bạn chọn mũi tên ở phía trên này thì sẽ làm cho chiều dọc tăng thêm này, hoặc là bề ngang cũng tăng thêm này nếu mà chọn mũi tên ở phía trên này. Còn mũi tên dưới này là để giảm chiều dài này và giảm chiều ngang nha. Ngoài ra bạn có thể thay đổi cách hiển thị cho hình ảnh nha. Đấy, thay đổi cách hiển thị, ví dụ bạn muốn nằm giữa đoạn văn đi hoặc là nằm sang một bên đoạn văn đi chẳng hạn, thì bạn sẽ chọn cho mình hình đó, nhấn chuột phải và chọn Warp Text nha, sẽ hiển thị ra cho các bạn các biểu tượng này, các biểu tượng Inline with Text này, đây là sẽ chèn hình ảnh cùng dòng với văn bản nha. Tiếp theo là Space này nha. Space này thì dùng để văn bản bao xung quanh hình ảnh nha. Để văn bản bao xung quanh hình ảnh. Khi các bạn giảm chữ nhỏ lại, hình ảnh sẽ được văn bản bao quanh. Tiếp theo là Type này này, sẽ làm cho hình ảnh bị chỉnh nhỏ hơn, đối xứng hơn so với văn bản nha. Top and bottom này là hình ảnh nằm trên hoặc nằm dưới văn bản nha. Đó. Tiếp theo cái mục này Behind Text này này là hình ảnh sẽ nằm sau văn bản nha. Đó, sẽ nằm sau văn bản. Hoặc bạn sẽ chọn cái mục mục này á, là hình ảnh sẽ che văn bản nha, nằm trước văn bản. Đó, nằm trước văn bản. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn kiến thức nâng cao trong soạn thảo văn bản bài số 5. Mời bạn sẽ xem tiếp bài số 6 nha.